Chào anh chị các bạn. Rất nhiều anh chị các bạn khi đến với công việc kinh doanh Oriflame, các bạn đặt câu hỏi là làm sao để các bạn có thể phân phối và chia sẻ cái sản phẩm wellness một cách hiệu quả đến với tay người tiêu dùng và khách hàng xung quanh các bạn. Thì trong video này, bác sẽ bật mí các bạn một số bước rất là quan trọng để giúp cho các bạn có thể tư vấn cái sản phẩm wellness một cách hiệu quả. Thì cái bước đầu tiên, nếu như các bạn muốn mình trở thành một chuyên gia về tư vấn cũng như là chia sẻ về sản phẩm wellness hiệu quả, thì chúng ta phải có am hiểu về kiến thức về sản phẩm. Thì lời khuyên của bác dành cho các bạn đó là các bạn sẽ dành thời gian để tìm hiểu về cái cuốn catalog về nhãn hàng wellness của Oriflame, cũng như là thông qua kênh YouTube, cũng như là thông qua group về tài liệu về kiến thức về wellness của công ty và của đội nhóm. Thì các bạn có thể tham khảo những video giới thiệu về quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm wellness pack, wellness bột, rồi là vitamin trẻ em, rồi là dòng wellness tóc. Tất cả những sản phẩm wellness của Oriflame chúng ta đều có clip cũng như là có những cái tài liệu để giúp các bạn tìm hiểu về thành phần cũng như là quy trình sản xuất sản phẩm và tiêu chuẩn của sản phẩm. Thì các bạn hãy là chuyên gia về kiến thức về sản phẩm từ phía công ty, thì các bạn hãy dành cho bác cái thời gian tìm hiểu về sản phẩm. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai mà các bạn cần làm ở đây đó là các bạn có thể trải nghiệm sản phẩm. Có thể là cá nhân các bạn, có thể là vợ, chồng, con cái và bố mẹ. Giống như gia đình bác thì bản thân vợ chồng bác có dùng wellness bột, wellness pack, cũng như là con gái và con trai của bác thì có sử dụng omega 3 và vitamin trẻ em. Thì bản thân chúng ta hãy là một khách hàng thân thiết của chính mình. Các bạn hãy trải nghiệm sản phẩm để cảm nhận rằng là sản phẩm wellness của Oriflame có thật sự tốt, có thật sự xứng đáng để các bạn chia sẻ tới những mối quan hệ xung quanh mình hay không. Bởi vì câu chuyện bản thân của bác và các bạn đó chính là câu chuyện chân thật nhất để có thể đưa đến trái tim của khách hàng. Vì vậy, cái bước thứ hai cũng là một bước cực kỳ quan trọng mà các bạn hãy trải nghiệm và cùng người thân của mình trải nghiệm sản phẩm. Để khi đó các bạn sẽ hiểu tại sao wellness của Oriflame là sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng tại thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới. Thì wellness của Oriflame được người tiêu dùng ưa chuộng và tin cậy, thì đó là cái điều tuyệt vời mà bác rất là muốn các bạn cũng giống như bác hãy trải nghiệm nó để có được một cái câu chuyện từ chính bản thân mình, để rồi thông qua kênh YouTube các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình lên kênh YouTube, rồi kết nối với các câu chuyện của rất nhiều khách hàng khác đã và đang sử dụng sản phẩm, chia sẻ cảm nhận. Để chúng ta đi đến bước thứ ba, đó là thông qua những mối quan hệ họ hàng, người thân cũng như là bạn bè, chúng ta có thể nhờ giới thiệu. Ở trong mối quan hệ của bác và các bạn sẽ có những khách hàng gặp vấn đề về thừa cân mà rất quan tâm đến một cái quy trình về một giải pháp giảm cân lành mạnh. Rồi có những khách hàng gặp vấn đề về thiếu vi khoáng chất cần thiết, cơ thể bị suy nhược, gầy và rất muốn bổ sung vi khoáng chất và tăng cân. Rồi có những phụ huynh thì con cái gặp vấn đề về gầy, thể trạng yếu và rất cần bổ sung vi khoáng chất để nâng cao thể trạng và hỗ trợ cho quá trình hấp thu và tăng cân. Rồi có những khách hàng gặp vấn đề về tim mạch, về tiểu đường, về những vấn đề về mắt, về da và về khớp.
rất là cần có cái sự tư vấn, những cái sản phẩm bổ sung mà lành mạnh, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng và đạt các tiêu chuẩn châu Âu, thì Wellness by Oriflame sẽ là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho những khách hàng như vậy. Thì với cái bước thứ ba này, các bạn sẽ chọn lựa ra những mối quan hệ, và thông qua mối quan hệ thì mình sẽ nhờ mọi người giới thiệu cho mình những mối quan hệ đang có những vấn đề cần được hỗ trợ tư vấn, và các bạn sẽ kết nối chặt chẽ với hệ thống những người bảo trợ có kinh nghiệm, đó là Bắp, đó là hệ thống bảo trợ các bạn, đó là nhân viên của Oriflame, đó là những chuyên gia am hiểu về wellness, về sức khỏe, có thể cùng các bạn hỗ trợ, kết nối, gặp gỡ, alo và có những cái sự kiện event nhỏ để cho khách hàng được tư vấn, được tìm hiểu thông qua tài liệu cũng như được trải nghiệm sản phẩm. Thì cái việc kết nối như vậy thì sẽ là một bước tư vấn cực kỳ hiệu quả. Để rồi sau đó bước thứ 5 chỉ đơn giản là bạn chốt khách hàng và theo dõi cái quá trình sử dụng của khách hàng để có được cái cảm nhận thực tế từ khách hàng, để biến khách hàng sử dụng Wellness trở thành khách hàng thường xuyên. Và khi khách hàng đã yêu sản phẩm Wellness Oriflame, đã yêu cái sự phục vụ các bạn, thì khi đó các bạn có thể nhờ khách hàng giới thiệu cho những mối quan hệ đang gặp những vấn đề về thể trạng giống như họ, hoặc một trong những vấn đề mà chúng ta có thể tư vấn và chia sẻ, thì các bạn sẽ rất dễ dàng sau từ 2 đến 3 tháng tập trung, kiên trì tìm hiểu về Wellness, theo đuổi về Wellness, thì các bạn sẽ trở thành chuyên gia tư vấn và bán Wellness. Chốt lại trong video này, Bác muốn nhắc lại các bước để các bạn sẽ trở thành một chuyên gia tư vấn Wellness. Bước thứ nhất, hãy là bậc thầy, là chuyên gia trong kiến thức về sản phẩm. Hãy học và tìm hiểu kiến thức về sản phẩm Wellness by Oriflame. Bước thứ hai, đó là chúng ta hãy cùng người thân và gia đình mình trải nghiệm sản phẩm để có cảm nhận, có câu chuyện bản thân mình về Wellness. Thứ ba, đó là chúng ta hãy kết nối với những mối quan hệ xung quanh mình, gợi mở về những cái nhu cầu, vấn đề khách hàng gặp phải để chúng ta có thể có cơ hội được tiếp cận để tư vấn. Để rồi bước thứ tư, các bạn kết nối chặt chẽ với hệ thống bảo trợ, những người có kinh nghiệm, với công ty Oriflame để hỗ trợ các bạn có thể tổ chức hội thảo, có thể có những buổi gặp gỡ, có những buổi nói chuyện alo để chia sẻ về vấn đề sức khỏe và tư vấn những sản phẩm phù hợp để tạo dựng lòng tin cũng như sự tin tưởng của khách hàng, để rồi đi đến bước thứ 5 và là bước quan trọng nhất trong quá trình tư vấn Wellness, đó là bạn chốt đơn, theo dõi quá trình sử dụng của khách hàng để rồi lắng nghe cảm nhận và nhờ khách hàng giới thiệu những mối quan hệ khách hàng quan tâm. Và khi các bạn làm tốt những bước như vậy thì cam kết với anh chị các bạn sẽ trở thành chuyên gia về tư vấn sản phẩm Wellness by Oriflame.